kêu ông gửi phí ship giùm ớt chục ngàn đi trả về. Rồi, lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng Thành Hợp nha. Thì chiều nay cửa hàng em có lên cho mình một lô cưa xích gọn gọn 9 máy thôi, để cho mấy anh đồ có nhu cầu mình mua máy thì cứ alo em ha. À, em nhanh địa chỉ thì ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở tại chợ Trung Hưng. À, mấy anh nào tới ngay chợ, tới ủy ban chợ ha, thì điện cho em nhanh. Em nhanh đi ra đón mình vô mình mua máy nha. Thì em nhanh thì chuyên về động cơ cắt cỏ 2 thì, động cơ 4 thì và đặc biệt là máy cưa xích nha. Bây giờ bên em là về cưa xích số lượng luôn. Nó quá trời về hàng. Ở lớp nào khách mua hàng á, bên em làm hỏng có kẹp cho nên nó rất là ốm thời gian á mấy anh. Thì cho mấy anh có nhu cầu mua máy gì thì cứ yêu cầu bên em lựa ha. Lựa xong rồi bên em dọn mẫu cho mình theo yêu cầu nha. Rồi em nhanh bán hàng với phương châm là khách hàng trao niềm tin, bên em sẽ trao cho mình chất lượng máy và em nhanh hay nói hoài. Em nhanh bán hàng, em nhanh đặt, em nhanh vô người mua hàng ha, là sử dụng máy như thế nào, là một cây máy như thế nào cho nó ngon lành nhất. Em hay nói như mấy anh ở nhà có vợ hoặc là ở nhà mà có chị gái em gái là biết phụ nữ họ hay cầu toàn lắm à. Em là em đặt em vô cái người mua hàng là cái máy em làm sao mà tròn trịa nhất, chuẩn chu nhất, chất lượng nhất em mới trao cái máy đến khách hàng ha. Cho nên là mấy anh mua hàng của em cứ an tâm đi. Ngày nay có một khách ở Tiền Giang mua bên em 3 cây, bây giờ đầu năm qua là ủng hộ em thêm một cây Mitsui tên là 261 nữa. Anh nói hôm qua anh coi cái hàng về mới về mà Mitsui này nè, nhìn mê quá trời luôn. À, định lấy cái đầu máy mà thôi đi lấy nguyên cây đi. À, mấy anh em sớm ở sớm chắc này sớm để coi rồi từ gom gã hết á rồi quay lại nói tôi mua của chị cây này là 3 cây rồi đó, cây thứ 3 rồi đó, cây thứ 3 thứ 4 vậy em quên này. Là sao khách người ta tin tưởng nó mới quay lại ủng hộ đó ở Tiền Giang nè, chứ không có ai mà bán ngoài như em mà đóng bán một cây mà chạy mất tiêu đâu. Bán cây rồi để thắp lên cây nữa ha, nhân 2 nhân 3 nhân 4 đó. Cho nên mấy anh mua máy bên này an tâm đi, phụ tùng có để thay thế, có bảo hành chế độ, bảo hành đàng hoàng nha. Rồi mấy anh mua máy cưa. Trời ơi, Dương này nó làm một buổi trời nó đứng nhóm nhóm. Rồi phụ tùng ta đâu Dương? Rồi quý anh chị mua hàng thì liên hệ qua cái số điện thoại này của em nhanh nha. 0913136620. Số này có liên kết Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị nha. Đây. Đó, cưa của em ship trên mọi miền đất nước, được tới chỗ là quý anh chị được tháo máy ra, được kiểm tra, đổ xăng pha nhớt vô, test nổ máy trước khi nhận ha. Cho nên mua hàng của em an tâm và đặc biệt em không có lấy cọc 1.000 nào nha. Ví dụ cái máy em báo giá là 1.6 triệu, 1.7 triệu hay là đại khái 2 triệu mấy đó, thì giá máy em báo ra là bao gồm phí ship và kèm theo phụ kiện ha. Thì đối với cưa xích là phụ kiện của em cho theo là 4 món nha. Một cái dũa bằng tay nè, dũa xích, một cái tiếp mở bugi, một cái vít chỉnh xăng và một cái bao lam rin theo máy luôn ha. Còn đối với cưa xích thì em có bán nhớt mà tỷ lệ mình pha nó sẽ khác cắt cỏ nha. Là mấy anh mua giùm em 1 lít xăng pha với tỷ lệ là 70cc nhớt 2 thì. Cưa xích cái tua nó chạy nhanh hơn thì mình pha như vậy đi chạy cho nó mát máy nha. Rồi khi mấy anh pha thì đây bóp nhớt qua đây. Nhớt này bình này lít 100 ngàn ha. Nó có cái ml cho mình lường luôn. 20, 40, 60, 80, 100 ha, 70 thì mình pha mức giữa như thế này. Đó. Rồi mấy anh nào mua máy thì có một cưa xích thêm thì mua cưa xích cứ mua thêm nhớt thì cứ alo em ha. Thì cái cây cưa xích như thế này. Đó, mấy anh chốt đơn mà trước khi bên em cho đi thì bên em sẽ đưa vô tải ha. Mà trước khi tải thì em cũng kiểm tra cưa xích này kia nó có bén không. Đó, nó có bén hay không, không bén thì bên em sẽ dũa lại cho nó bén đâu đó đàng hoàng mới cho đi ha. Kiểm tra bơm nhớt đàng hoàng mới cho đi. Đó, mình an tâm ha. Thì một cây cưa như thế này, để em nói sơ cho mình nghe cái ví dụ, cái vấn đề ở chỗ mà có thắng xích, có thắng thì không có thắng, hay ví dụ như cái này nó không có thắng nè. Có những cây nó có thắng và những cây không có thắng. Thì ví dụ như cây nào nó có thắng thì mình ứng dụng thắng xích, còn cây nào nó không có thắng thì mình ứng dụng theo không có thắng ha. Mấy anh, cái này nó không có thắng xích, em bao cho mình trèo leo luôn, giật máy nó nổ ha, cho nó nổ đàng hoàng. Mấy anh, cái này gọi là cái lẫy giữ xích nè, cái lẫy giữ xích ha. Mấy anh bóp cái này, cho dù mấy anh trèo lên cao đụng cái này thì cũng an toàn nha, tại vì cái lưỡi cưa nó không quay được. Mấy anh bóp cái này thì nó không ăn ha. Mình bóp cái này nữa đó mấy anh. Thì mấy anh trèo leo, giật máy nổ rồi lên cưa nhánh tỉa cành bình thường nha. Mặc dù không có thắng xích mấy anh cũng an tâm ha. Đây, không có chạy nha. Rồi đây cũng không chạy, để em làm thử cho mình coi.
giờ có khóa xích hay không, khó khóa gì cũng vẫn ok, ngon lành bình thường. Mấy anh an tâm đi nha, người em khai thác tới đó rồi, hiểu rồi ha. Thì hôm nay em nhanh lên lô cưa chín máy, có Tanaka nè, đó G310 nè, rồi Giovi ha. Giovi này chạy động cơ của G, cái này xài lam điêu khắc nha mấy anh. Cái này dòng máy này em bán cực kỳ là chạy luôn. Magu 30 ha, tay dài. Thằng này cũng Tanaka nha mấy anh. Tanaka này có trợ lực tay cục ha, cũng Tanaka 30 luôn, siêu đẹp nha mấy anh. Siêu phẩm Nhật quân xài ha. Đây. Cái đến là Shinewa 1039 nha, nồng đứng nha. Hàng tuyển lựa từng con nha mấy anh. G3700 nha mấy anh. Và cuối cùng là một cây Austin 0240 ha, có xả cò nha. Rồi mấy anh xem kênh của em nhanh ha, hay gọi là cửa hàng thành hợp cho em nhanh, xin một nút like, bấm như thế này, thấy kênh em bán hàng máy đẹp đa dạng giá cả phải chăng, cho em xin một nút đăng ký kênh nha, hả, để xem được nhiều loại máy cưa cắt cỏ chọn lựa đẹp, bao dinh toàn tập. Và bây giờ em nhanh sẽ test nổ máy ha, mấy anh coi ủng hộ được cây nào thì chúc đơn nha. Rồi cây cưa đầu tiên tên 4,7 kg, chiều dài của cái lam 4 tấc hơn đó. Bữa nay em đưa lên sàn đấu giá nha, đụng rồi. Thương hiệu đó là một cây cưa Tanaka. Mấy cái máy này nồng hai lá bạc, mấy anh nghe máy cái hơi chạy rất là nội lực nha, chạy rất là chắc, chua rất là nhanh đó. Nhìn kỹ giùm em, lóc máy nó sáng trưng nè, những cái con ốc theo máy ha, trắng phiếu nha, ốc này ốc ghim hết trơn nha em, nè nhảy màu nè, 305 nha, made in japan ha. Một cây cưa tay dài đây, hai con ốc giữ lam, có bộ chẳng xích vẫn còn nè ha. À, máy này thì sử dụng xích chuột nha em, sử dụng xích chuột ha, cái mặt cặt còn khá dày nha. Rồi con ốc để tăng đưa dây xích dây sên thì nó nằm phía trong đây, nằm phía trong này ha, mặt tiền còn quá đẹp ha. Rồi le gió, rồi khởi động máy thì mình đóng le thì mình kéo ra, máy nó hoạt động nổ rồi thì mình đẩy cái vô là mở le ha. Nắp xăng pha nhớt, nắp xăng pha nhớt thì nằm phía trước, nắp nhớt lam thì nằm phía sau. Khi mà mấy anh đổ xăng pha nhớt vô thử khởi động máy cưa cây rồi tải rồi đó ha, thì lâu lâu mình cũng thăm coi nhớt lam nó còn không nghe mấy anh, không còn thì mình phải bổ sung nhớt lam nha, không bổ sung nhớt lam là máy nó mau hư lắm nghe mấy anh. Rồi một cây cưa tay dài, mấy anh ủng hộ cây này chốt giùm em mã F1 mấy anh ơi, 35 ly, giá là 1.800.000 đồng ha, 1.800.000 đồng, made in Japan. Rồi tới cây G310 nè. Cân nặng của cái G này là 4,1 kg, chiều dài của cái lam 3 tấc 3 ha. Ghi cái khác đi giấu. Rồi
Xenon Komitsu G310. Cái lam nó còn tem luôn nha em. Xenon nè, còn có dập chữ Xenon vô trong lam luôn ha. Rồi máy này thì sử dụng chích chuột nha. Đó, mặt cắt đồ còn y nguyên nha em, chưa có dấu hiệu mòn mỏng gì hết ha. Mặt tiền còn khá đẹp. Rồi khởi động máy thì mình đóng le, thì mình kéo cái này ra giùm em nhanh. Mở le đẩy vô. Trời ơi, mấy cái chỗ mà nó chỉnh kia, chỉnh ga lớn, ga nhỏ, ga anti, chỉnh xăng rồi đó em. Mấy cái nút thun này nó còn luôn nè em. Đó, mấy cái nút thun này nó còn luôn ha, nó chưa bị rụng rớt nha. Đẩy vô. Đó. Rồi nắp nhớt lam. Em xin lỗi, nắp xăng pha nhớt thì nằm phía trước ha. Nắp nhớt lam thì nằm phía sau. G310 ốc máy đồ zin ha. Quá đẹp cho cây cưa này nha em. Phiên bản G. Rồi. Giữ ga vẫn còn sử dụng được luôn ha. Rồi giữ ga vẫn còn sử dụng được. À, bóp nhiệt tình vô. À, giữ ga vẫn còn sử dụng được ha. Rồi, công tắc nè. Mở đẩy lên ha. G310. Tem đồ thông số vẫn còn đầy đủ nha em. Đó. Cái đồ chặn xích vẫn còn luôn. Rất là đẹp ha. À, cái đẹp nhất là chỗ này nè em. À, cái con ốc mà nó giữ cái lam còn chưa xét luôn ha. Rồi mã này mấy anh chốt giùm em, mã F2 37 ly, giá là 1.900.000 đồng cho cái G ha. 310. Rồi. Xong. Làm tiếp. Rồi 3 kg lưu gữ, dưới 4 kg rồi đó. Trọng lượng là, em xin lỗi, chiều dài cái lam là 2 tấc 9. Rồi cái cây cưa này bên em gọi là cưa lam điêu khắc nha em. Sử dụng xích chuột luôn ha. Đó, sử dụng xích chuột luôn. Lam nó còn, lam này sử dụng lam Latin nha. Mặt cắt còn khá dày và đẹp nha em. Mặt tiền đây. Đó, trắng bóc ha, vú bơm phụ. Rồi những cái chỗ mà mình căn chỉnh nhớt lam gen ti đồ nút giữ vẫn còn nha em, xịn sò quá ha. Rồi le gió nè, rồi đóng le là kéo ra, khởi động máy xong mở le là đẩy vô ha. Nắp xăng pha nhớt phía trước, nắp nhớt lam phía sau ha. Tắt nè, mở là đẩy lên. Rồi bóp ra hình. Rồi cái này giữ ra lớn ha, giữ ra lớn thì mấy anh bóp trên bóp dưới xong mà đẩy cái này vô. Rồi cái này tha hồ mà mé nhánh leo trèo gì cũng được ha. Trọng lượng siêu gọn nhẹ nha, không bị mất sức. 2930, đồ chẳng xích đồ vẫn còn ha, quá đẹp. Rồi mã này mấy anh chốt giùm em, mã F3 35 ly, 1.900.000 đồng nha. Bi mình dưới ngoài cân nặng là 4.7 kg nha chị Đăng Lai. Chiều dài của cái cưa này là 3 tấc 4 hơn nha, 3 tấc 4.5 đi. Mấy đứa đi qua đi lại né nha, chị đang quay cưa nghe, mấy đứa vô giò rất giò nha. Anh nên đừng cắt, để đi bơm khui trên live luôn. Bị bơm khui lên đọc tên anh tới lên hỏi anh cái lý do sao mà anh bơm vậy. Rồi. À, Maru Yanma MC30
ha, cái tem bạc vẫn còn. À, hai cái con ốc giữ lam ha. Rồi mình thấy dùng cái lam nó còn chữ Magu Gen Ma nha, khá là đẹp và sắc sảo. À, lam này thì sử dụng xích là xích 90, xích chuột ha. Mặt cắt còn khá dày nha, chưa có dấu hiệu mòn ha. Mặt trước cũng như mặt sau rất là đẹp. Rồi con ốc đang đưa dây xích dây sơn nằm ở trong ha. Đây. Rồi nắp phía trước là nắp nhất lam. Em xin lỗi, nắp phía trước là nắp xăng pha nhớt. Nắp phía sau là nắp nhất lam ha. Đây phía trước rồi cái tem Maru vẫn còn nha. Rồi, chỗ này làm ốc chỉnh Genti, chỉnh nhất lam rồi ha. Lê gió nằm ở đây nha em. Mặt tiền nó khá đẹp nha. Đây. Công tắc nằm đây ha. Maru chạy siêu khỏe nha. Những cái con ốc theo máy là ốc zin còn lấp la lấp lánh luôn nha em, quá đẹp. Mã này bán 1.9 triệu thôi nha em. Mà anh chốt mã F4 giùm em 35 ly 1.900.000 đồng. Ủa gần thôi mấy em đã hả? Hay là không chạy lại? Chiều dài của cây lam là 3 tấc 8, tổng xích luôn ha. Bô khói này lúc nào nó cũng trắng tươi nghe mà. Tanaka bố vườn ha. Cái miếng mà chẳng xích vẫn còn dày đẹp nha. Rồi con ốc chỗ cái lam thì thôi khỏi phải nói, 7 màu luôn. Mặt cắt còn dày đẹp ha. Lam này nó xài xích 91 nha mấy anh. Đó. Rồi con ốc tăng đưa dây xích dây sơn nằm trên cái lam cho mình luôn. Mặt tiền quá đẹp. Máy này có vú bơm phụ ha. Đây gió nằm đây. À, nắp xăng pha nhớt thì nằm phía trước. Nắp nhất lam nằm phía sau ha. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha mấy anh. 33cc. Tanaka này có trợ lực. Những con ốc theo máy nè. Nó vàng quá đẹp ha. Ra. Đó. Nè. Quá đẹp ha, chưa có dấu hiệu chóc chày gì hết. Rồi mã này mấy anh chốt giùm em nhanh, mã F5 37 ly, giá là 2 triệu đồng. Cho cây cưa Tanaka có trợ lực. Tanaka tay cục có trợ lực. Rồi. Chiều dài cái lam là 3 tấc 7. Quá trời đẹp, mang cây cưa này nó còn thiếu có cái thùng à. Ừ, vô khói ha. Hiệu ha. Cái lam cũng vậy, rất là đẹp nha. Chặn xích sơn vẫn còn nè. Ốc tăng đưa dây xích dây sơn nằm trên lam nè. Cây cưa này thì nó sẽ xích 91, xích chuột nha em. Em xin lỗi, xích chuột ha. Vú bơm phụ nằm đây, lê gió nằm đây, nắp xăng pha nhớt nằm đây, nắp nhớt lam nằm phía sau nha. 330 quá đẹp nha. Tắt những cây máy này em anh, ốc theo máy nó vàng như này nè, đẹp mê ly luôn. Tắt nè, mở là đẩy lên ha. Rồi giữ ra, quá đẹp. Mã này thì mấy anh chốt giùm em mã F6 37 ly, 2.200.000 đồng. Công suất là 33cc, đến từ thương hiệu Tanaka. Áo đỏ phối nâu ha, quá đẹp, quá xuất sắc. Thì nó xảo quá mấy anh, mấy nhánh gì cũng được. Oh.
Lam thì 4,5 tấc. Những cây cưa nòng đứng này nè mấy anh. Đó, cây cưa nòng đứng này công suất với nòng nó thì lớn, công suất nó thì khỏe, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn những cây cưa nòng nằm về trọng lượng ha. Geneva. Geneva shop 1039 ha. Còn quá đẹp. Made in Japan này mấy anh thấy rõ chưa? Đó. Rồi nắp nhớt lam thì nằm phía trước này nha ha. Nắp nhớt lam nằm phía trước. Nắp pha xăng pha nhớt thì màu đỏ nằm phía sau. Tắt nè, mở. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha mấy anh. Đó, shop này chạy rất là lợi xăng nha. Phiên bản có trợ lực, có khóa xích. Lam mặt cắt còn khá dày ha. Có tản nhiệt nha. Chỉ gỗ theo máy luôn. Xài này xích 325 ha. Xích 325. Còn dày dặn nha. Đó. Có trợ lực giật rất là nhẹ nha em anh. Nòng 31 ly. Công suất là 39cc. Mã này chốt giùm em nhanh, mã F7 41 ly. 3.300.000 đồng ha. G37 nè. Nặng là 5,7 kg. Rồi chiều dài của cái lam 4,5 tấc hơn. G3007. Máy này nòng 39 ly mà công suất là 37cc nha mấy anh. Con cắt nằm đây ha, tắt mở nè, le gió nè, le này tự động nha. Phiên bản này nó cũng có trợ lực luôn nha mấy anh, giật siêu nhẹ ha. Nắp nhớt lam phía trước, nắp thân pha nhớt phía sau ha. Một con màu đỏ quá đẹp. Lam là lam Latin, sử dụng xích là 325. Đó, có tản nhiệt, có sỉ gỗ luôn. Mấy cây này nó hiếu điều, nó muốn 10 điểm mà còn gì nữa mấy anh. Không còn gì để coi hết ha, nó cái lam mà thấy đủ tiền rồi đó. Đây, Made in Japan luôn ha. Tay cầm còn quá đẹp. Phiên bản có trợ lực, có khóa xích luôn. Rồi mã này chốt cho em nhanh, mã F8 4,1 triệu nha. Rồi đó. Xin đi qua Austin. Austin 024 nha. Mấy bà đi ra đi vô né cái chỗ giật cưa nghe bay. Vô cái giò cái nó mắc mệt lắm nha. Rồi căng đây. 6,2 kg. 4,5 tấc. Hơn 4,6 tấc xíu. Đó, cây cưa này là cây cưa Austin. Sợi xích là 325 nha mấy anh.
Cái lam còn chữ Austin luôn ha. Cái lam còn chữ Austin luôn. Mặt cắt nè, dày ha. Có sữa gỗ ha. Made in Germany. Đây, Made in Germany. Cái chụp giật của máy này nó có xả cò nha em anh. Cái cò nằm đây nè. À, mấy anh đẩy cái này xuống hai giật nó nhẹ. Cái chụp giật nó còn cái chữ Austin luôn nè. Trời ơi, hết sức cái này đẹp rồi. Zin nguyên bản toàn tập nha mấy anh. Rồi khi mà mấy anh khởi động máy tắt, mấy anh đẩy lên gì, kéo nhẹ xuống gì giùm em ha. Nó mới tắt nha. Rồi lê gió với công tắc nằm chỗ nha mấy anh. Đó, lê gió với công tắc nằm đây luôn. Quá đẹp cho cây Austin này nha. Nồng đứng. Mã này chốt giùm em nhanh, mã F9 42 ly, 5.500.000 đồng ha. Rồi anh nào muốn xe máy lại thì qua Zalo. Đó, kết bạn Zalo em cho xe máy nha. Hàng hiếm nha mấy anh. Hàng hiếm. Rồi chào và hẹn gặp lại mấy anh ha, tạm biệt nha.